Mạnh Tiến xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay Mạnh Tiến sẽ mở chiếc hộp sao cạc V8 và cách hướng dẫn lắp đặt để cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ mở chiếc hộp V8 2018 phiên bản mới nhất, sao cạc bây giờ đang hot nhất thị trường hiện nay. Đây, chiếc đầu sao cạc V8 bản Full HD tiếng Anh, đẹp long lanh các bạn nhé. Con này nói về đẳng cấp thì nó phải nói là về thiết kế và vóc dáng nó quá đẹp. K10 thì nói chung là không có cửa với con này. Đấy, đây sơ qua là về chiếc V8 này các bạn này. Đấy, hai nút volume của nó mắc đẹp, rất là đẹp luôn này. Đấy, bóng nhoáng luôn. Đúng bản này thì các bạn nên mua nhé. Còn tất cả các bản khác mà tiếng Trung, tiếng Trung và tiếng Anh cũng đều là một bản cả. Nhưng bản tiếng Anh thì rất là thông dụng và rất là đẹp. Đấy, cùng một nhà sản xuất thôi. Đấy, rất là đẹp. Đấy, bên trong cái đầu sao cạc V8 này, bên trong chiếc đầu sao cạc V8 này có 3 sợi dây. Đây các bạn nhé, một sợi dây nguồn. Đấy, sợi dây nguồn cũng đồng thời là cung cấp nhạc nếu các bạn sử dụng máy tính. Đây, còn hai sợi dây này là một sợi dây lấy nhạc và một sợi dây livestream. Đấy, giờ mình sẽ để đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt bộ sao cạc V8 và mic quay trang BM900 bên mình đang bán. Đây, các bạn xem nhé. Việc đầu tiên là các bạn, đây mình sẽ giới thiệu qua sơ bộ một chút. Đây, thiết kế rất là đẹp. Đây, ở trên này là các nút là hiệu ứng âm thanh của nó, dưới này là các nút hiệu ứng khán giả. Bây giờ mình sẽ sử dụng, đầu tiên là mình sẽ bật nguồn. Đây, nút nguồn cái này được cái nó tích hợp pin sẵn các bạn nhá, nên các bạn không phải lo đi du lịch hay đi chơi đều ok hết nhá. Đây, mình sẽ bật nguồn. Này, có một nút đỏ. Đây, ấn bây giờ đã đèn màu xanh rồi, các bạn để ý chưa? Rồi ok. Việc đầu tiên là mình sẽ cung cấp dây nguồn cho nó. Đây, nếu các bạn sử dụng vừa hát vừa sạc luôn cũng được. Nếu các bạn sử dụng máy tính cấp nhạc thì các bạn sử dụng cái này luôn giúp mình. Đây, đây, các bạn có để ý không ạ? Đây này, tất cả các cổng đằng sau thì mình giới thiệu qua luôn. Level 1, level 2, đây là hai cổng livestream của nó. Đấy, còn đây là cổng Interface. Đây, cổng này là chính xác là cái cổng mà để các bạn cũng có thể là cấp nguồn. Đấy, hoặc training. Hai cổng này các bạn có thể cấp nguồn. Đấy, cấp nguồn đều được và livestream đều được các bạn nhé. Cái này rất là thông dụng luôn. Đây các bạn cắm, mình như mình thì mình cắm vào đây luôn này. Đấy, còn cái cổng đây là head. Đấy, đấy, còn cổng này là để mình cắm, đây là cổng sẽ là để mình livestream này. Đấy, cổng này cổng là headphone này. Đây này, cái cổng này là sẽ để cổng cắm tai nghe các bạn nhé. Rồi mình sẽ cắm các bạn luôn này. Đây, bây giờ mình sẽ lấy nguồn ở đây luôn này. Đây, mình sẽ lấy nguồn ở đây luôn các bạn nhé, cắm luôn trực tiếp vào nguồn đây này. Đấy, cắm luôn vào củ sạc. Hôm nay mình sẽ lấy nguồn ở nhạc và điện thoại các bạn nhé. Đấy, tiếp theo. Tiếp theo là mình sẽ lấy cái dây để cung cấp nhạc cho nó. Hôm nay mình sẽ lấy dây cung cấp nhạc cho nó bằng cái điện thoại đi. iPhone 6 bình thường các bạn nhé. Đây, cung cấp nhạc. Đây các bạn nhé. Nếu các bạn mà dùng máy tính thì cái này sẽ là cung cấp nhạc và cung cấp nguồn điện cho nó luôn. Đấy, cái này mình sẽ dùng iPhone 6 để cấp nhạc. Đây, chính con iPhone 6 ở đây. Đây, ok chưa? Đấy, và cái dây livestream ở nhà sản xuất nó có cho sẵn một dây livestream, nhưng mà chất lượng âm thanh của nó mình đánh giá nó không được hay, nên là bên Mạnh Tiến nhà mình sẽ miễn phí cho các bạn. Đấy, khuyến mại cho các bạn một cái dây livestream. Đấy, để mà nghe ra cái nguồn âm thanh chất lượng nó tốt hơn. Đấy, các bạn nhớ nhá, cái dây livestream này luôn luôn là dây màu hồng. Luôn luôn là dây màu hồng. Đây, còn hai dây này không bao giờ đụng đến, kệ nó. Đấy, dây màu hồng mình cắm vào. Đây, cắm chính vào cái đầu này. Đây, các bạn nhá, ngay cạnh nút mic đây ở giữa đây cũng có dây màu hồng cho mình. Ok chưa? Đấy, đúng dây màu hồng nhá. Rồi, và bây giờ mình sẽ lắp mic cho nó. Rồi, mic trong này sẽ là mic BM Wai Trang BM900. Ok chưa? Đây, Wai Trang BM900. Bây giờ mình sẽ
cắm vào đây ngay cạnh lút mic này các bạn nhé. Đây, cái mic này cũng là cung cấp nguồn 48 luôn, mà cái này là mic, cổng này là cổng lớn nhất, là cổng gia đình các bạn nhé. Rồi, tiếp theo công đoạn cuối cùng, cắm tai phone nghe và hưởng thụ và hát thôi. Đây tai phone này, Sony XPS 450, đây mình đang bán kể cả lẻ như xỉ 80k, quá ngọt. Đây các bạn nhé, mình sẽ cắm vào. Ok ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đeo tai phone vào và mình sẽ test luôn cho các bạn nghe. Đây, đeo tai phone và alo nói các bạn nghe luôn nhé. Đây, và các bạn nhớ là phải cắm cái dây livestream vào cái điện thoại mình đang quay này. Đấy, cắm cái dây livestream này vào cái điện thoại mà mình đang quay nhá. Rồi ok. Nếu các bạn nào mà dùng iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, người ta sẽ cho một cái dây Lightning bé bé mà nhà sản xuất đã có iPhone các bạn nhé, các bạn cắm vào. Ok chưa? Đây cái này mình sẽ cắm một cái điện thoại nhá. Mà mình đang quay đây ạ. Alo, alo, 6712. Đây bây giờ mình sẽ cho to con tất cả các cái vô lượng của nó thôi. Alo, alo, 671234. Alo, alo. Ok chưa? Đây, mình sẽ cung cấp nhạc của con iPhone 6 này. Bây giờ mình sẽ cho nhỏ chút xíu để mình đây, hướng dẫn qua các bạn chút xíu nhá. Trên đây, quay sát sát để thì. Rồi ok. Đây, đây sẽ là alo, alo. Đây sẽ là âm lượng của mic này các bạn này. Alo, alo, 1 2 3 4. Alo, đây là âm lượng của mic này. Alo, alo, 1 2. Đây là vang này các bạn này. Alo, 6 7 1 2 1 2. Đây vang nhiều vang ít các bạn nhé. Nhưng mà theo mình cũng chỉnh cho mắc đi, hát dễ hát. Đấy, đây là chép bát này. Chép của mic này. Alo. Đấy, đây là bát này. Alo, 6 7. Đây bát mic nha các bạn nhé. Đây là trung. Alo, alo, 6 7 1 2. Đây ba cái hàng này, bát trung tép này. Đây, music to nhỏ nhạc này. Đấy. Đây là mic tổng này. Alo. Đấy, thiết kế rất là đẹp. Ok chưa? Tiếp theo, đây là các nút hiệu ứng, cái này hay nhất ở cái AutoTune này. Mình thử với các bạn một đoạn này. Đây. Vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Đấy, giọng AutoTune đấy. Alo. Đấy. Bây giờ trở về giọng bình thường các bạn nhá. Đây, cái này cái hiệu ứng này. Alo, 6-7 giọng ông già các bạn này. Alo, 6-7 giọng trẻ con này. Alo, 6-7-1-2. Alo, 6-7-1-2. Đấy, các bạn thấy không ạ? Quài sâu yên. Bây giờ là giọng ông già tội này. Alo, 1-2, đấy. Quài sâu yên. Rất nhiều hiệu ứng các bạn nhá. Alo. Alo, 1-2, alo. Theo cái chế độ sông quay này thì nó rất là bắt mic này. Nếu các bạn mà hát nhiều, hát bolero nhiều, mệt nhiều thì các bạn hãy để chế độ sông quay cho mình này. Hát rất là thoải mái, dễ chịu này. Đấy. Alo. Còn cái chế độ này là chế độ mà alo, alo, các bạn nghe thấy không ạ? Đấy. Alo, vì sao anh nhớ. Đây, cho đấy. Alo. Đấy, đây là chế độ MC này. Khi mà các bạn cất tiếng lên thì nhạc sẽ tự tắt đi. Đấy, alo, 6712. Xong chưa? Bây giờ mình sẽ thử các bạn là hai hàng dưới này. Tất cả đều là các hiệu ứng khán giả. Đây nhá. Đấy, hiệu ứng khán giả. Đấy, số 3. Đấy. Cái hiệu ứng khán giả các bạn. Hôn này. Cười hờ hào mặt này. Vỗ tay. Đấy, các hiệu ứng khán giả. Alo. Đấy, các bạn thấy không? Tất cả các hiệu ứng khán giả mà cái V8 này nó tác hợp rất là hay luôn. Theo mình, nếu mà để đẳng cấp bây giờ mà con này vừa rẻ tiền này lại hợp lý, thiết kế rất là nhỏ gọn, các bạn để thiết kế đi du lịch hay hát. Ok ạ. Bây giờ mình sẽ test thử một bài nhạc vàng đi. Đây, lại nhớ người yêu các bạn nhé. Alo, 6712.
thiết kế rất là đẹp luôn. Đây, chỉ có Mạnh Tiến mới dám này, 1-1 này, 1.190.000 này. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng anh. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không say, thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chiếm ngự hồn anh. Đấy, vừa rồi là mình đã test qua một bài hát. Đấy, các bạn có thể cảm nhận về âm thanh. Đấy, xem chất lượng nó như thế nào. Đấy, nó hay như thế nào. Đấy, nếu mà một người đam mê âm thanh, đam mê ca nhạc, các bạn đã hát karaoke rồi thì sớm muộn thì cũng mua cái bộ này thôi, đây mình chắc chắn. Và bên mình đang chiên khách hàng chọn bộ sao cạc V8, tất tần tật phụ kiện mic BM900, và có kèm thêm này một màng lọc này. Đây các bạn nhá, một màng lọc. Đấy, một kẹp mic, chân kẹp bàn. Đấy, và cái dây live stream này mình đã cui ra rồi đấy. Dây live stream này, cả mic BM900, một tai nghe. Đây, tất cả trọn bộ chỉ có với giá 1.190.000. Các bạn hãy nhanh tay liên hệ và để lại số điện thoại cho Mạnh Tiến. Mạnh Tiến là nhà phân phối hàng đầu và chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả các loại mic tua và các thiết bị phòng thu. Đấy, các bạn thấy chưa? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.